Rồi chào các em nha, hôm nay sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em những phần tiếp theo của hàm tài chính của mình. Thì hôm nay đây là hàm tài chính trong bài tập tăng cường. Thì bây giờ anh sẽ sửa đề số 3 trước chứ không phải được số 1. Anh sửa đề số 3 trước. Rồi. Thì đây. Câu thứ nhất. Giả sử giả sử bạn có khoản tiền là 50.000 đô, bạn có một cái khoản tiền là 50.000 đô và mở tài khoản ngân hàng tiết kiệm trong 18 năm với cái lãi suất là 6% một năm. Lập công thức xác định, bạn nhớ bạn kéo qua nha. Lập công thức xác định số tiền mà tiết kiệm mỗi tháng, tức là năm nay là bây giờ mỗi lãi suất ngân hàng đang cho là 6% một năm và bạn muốn để dành làm sao cho 18 năm sau bạn có được 50.000 đô. Vậy coi coi mỗi tháng bạn cần tiết kiệm bao nhiêu tiền. Nó số tiền tiết kiệm chứ không phải số tiền trả mà. Được chưa? Đây. Bạn dùng hàm BMT, số tiền tiết kiệm, số tiền đầu tư mỗi tháng mỗi kỳ. Lãi suất là 6% một tháng. Ở xin lỗi 6% một năm là bạn chỉ dùng 2 bạn đúng nha. Rồi, ở đây các bạn gì? Tổng số kỳ thanh toán các bạn là gì? 216 tháng. Hoặc bạn có thể ghi là 18 nhân 12. Nếu bạn sợ bạn tính nhẩm sai thì bạn cứ ghi 18 nhân 12. Đó. Rồi, nếu không bạn ghi 216 nha, đều đúng nha. Rồi, BV hiện tại bạn có. Bài này người ta nói là muốn muốn có 50.000. Tức là bạn chưa có. Tức là ban đầu bạn BV bằng 0. Tương lai bạn có 50.000. Và người ta không nói gì. Ở đây nè, tiền trả vào không nói là đầu tháng hay cuối tháng nên mặc định nó là cuối tháng. Bạn làm đúng đó, chỉ có điều kết luận của bạn không được hay nha. Nó bạn kết luận cái gì? Vậy mỗi tháng cần gửi 129,08 đô vào ngân hàng, được chưa? Để sau 18 năm có được 50.000 đô với cái lãi suất không đổi trong suốt thời gian gửi là 18 là 6% trên năm. Bạn kết luận vậy nó sẽ hay hơn. Đó. Bạn kết luận đầy đủ hết. Rồi, giả sử bạn có mua một chiếc xe máy và thanh toán trả góp nha. Bạn mua một chiếc xe máy và trả góp, giá mua của xe là 34 triệu, trả trước 12 triệu, số tiền còn lại bạn góp mỗi tháng là bao nhiêu trong 24 tháng, góp cuối mỗi tháng lãi suất là 0,75% đó. Rồi, ở đây bài làm của bạn đây, mình kiểm tra các bạn đúng sai như thế nào nhé. Đó, BMT là số tiền bạn gửi, bạn tiết kiệm, bạn đầu tư, bạn trả nợ. Lãi suất 0,75% một tháng nên các bạn không chia cho 12. Rồi, tổng kỳ thanh toán người ta cho các bạn là 24 tháng. BV là số BV á, là số tiền hiện tại bạn có, bạn vay, bạn mượn, bạn đang nợ. Nha. BV là số tiền hiện tại bạn có, bạn vay, bạn mượn, bạn nợ. Nó thì khi đó ở đây nó là 22 triệu, tức bạn vay ngân hàng 22 triệu. Tại vì xe là 34 triệu, bạn trả 12 triệu rồi, bạn đang nợ ngân hàng, bạn mượn ngân hàng 22 triệu. Nó để bạn lấy chiếc xe bạn về. Đúng không? Rồi FV là không. Trả cuối tháng là không. Nó bài làm bạn tốt, chỉ có điều bạn kết luận nó còn sơ sài quá. Rồi, các em sửa vô và kết luận đàng hoàng giùm anh. Thì số 2 người ta nói gì đây các bạn? Giả sử bạn có một kế hoạch đó, tiết kiệm tiền hàng tháng với số tiền ban đầu, với một số tiền không đổi, để có 15 triệu sau 18 tháng. Hãy tính coi mỗi tháng bạn có bao nhiêu tiền bạn cần tiết kiệm. Nó xem như cái lãi suất nó không đổi trong quá trình gửi, nó là 0,5%.
trong 1 tháng trong suốt quá trình gửi tiết kiệm. Nó các bạn nhớ, hàm tài chính phải bắt buộc kết luận nhé. Rồi ABS, BMT, nó số tiền tiết kiệm mỗi tháng, lãi suất các bạn là 0,5%. Đây, tổng thanh toán các bạn 18 tháng, số tiền ban đầu để có 15 triệu sau 18 tháng, tức là hiện tại bạn chưa có. Được chưa? Bạn làm đúng nhé. Nên BV các bạn là không, FV là 15 triệu. Và người ta yêu cầu là tiết kiệm, ở đây không nói là đầu tháng hay cuối tháng, mặc định nó sẽ cuối tháng. Đó, bạn làm bạn đúng nhưng phần kết luận bạn chưa được tốt lắm. Thì bạn cần bạn cần đầu tư thêm cái phần kết luận giùm anh. Đó, bạn cần đầu tư thêm phần kết luận giùm anh. Rồi, một người đem gửi ngân hàng là 100 triệu. Thế bây giờ này cầm 100 triệu ra. Nó 2 cộng 500 ngàn. Nó đem quăng ngân hàng. Đó. Rồi. Đem quăng 100 triệu ngân hàng, lãi suất ngân hàng bây giờ là 7% một năm. Và trong các năm sau, lưu ý giùm anh cái từ trong các năm sau. Vậy năm sau là năm nào? Năm 2 hay là năm 3 hay năm 4? Đó, thì đối với trường hợp trong các năm sau thì bạn nhớ tính ngay từ đầu tiên giùm anh luôn, tại không xác định được năm sau cụ thể là năm nào thì bạn không thể xác định được. Nó bắt buộc phải xác định nó là tính từ đầu. Nhớ nha. Và mỗi tháng gửi thêm là 200 triệu đồng trong 3 năm. Vậy đáo hạn 3 năm người này có bao nhiêu? Bạn làm thì nhìn kết quả thì tương đối rồi, nhưng mà phần kết luận bạn chưa được tốt. Thì nãy anh có kết luận mẫu cho em một câu đó, em cố gắng kết luận lại cho anh tốt hơn. Vậy này người ta hỏi là sau 3 năm người này gửi có được bao nhiêu tiền, nên bạn dùng FV tuyệt đối đúng đó. Lãi suất là 7% một năm, nên các bạn phải chia cho 12, đúng không? Tổng kỳ thanh toán 3 năm là 36 tháng. Hoặc bạn nào cảm thấy sợ, bạn nào cảm thấy sợ thì bạn có thể là gì đây? Bạn lấy gì? Lấy 12 nhân cho 3. Rồi, BMT số tiền đầu tư mỗi tháng, số tiền gửi mỗi tháng, số tiền trả nợ mỗi tháng mỗi kỳ. Đó là 2 triệu. Bạn này mỗi tháng gửi thêm 2 triệu đồng. Và BV là số tiền ban đầu bạn có là 100 triệu. Đây. Thời điểm thanh toán người ta không nói, nên nó sẽ là không. Rồi, ra được khoảng 203 triệu. Nó thì đây là cách làm một bài toán hàm tài chính. Và các bạn nhớ giùm anh luôn có kết luận, luôn có kết luận giùm anh nhé. Rồi, mời các em sửa vô nếu em có sai. Rồi, bây giờ đề số 1 nè. Làm câu 2, câu 3 trước nha. Câu 1 từ từ. Câu số 2. Vay số tiền là 200 triệu. Vay số tiền là 200 triệu. Nó lãi suất là 0,7% một năm. Trả hết trong 7 năm. Số tiền trả cuối mỗi tháng là bao nhiêu? Và đây là bài làm của bạn. Thì mình quan sát nha. Số tiền trả mỗi tháng mỗi kỳ BMT. Lãi suất 0,7% một năm, một cái lãi suất đầy mơ ước. Rồi. Tổng kỳ thanh toán 7 năm. Thì thay vì á bạn là 84. Không, tôi ghi 7 nhân 12. Được. Không ai bắt lỗi các bạn cả các bạn. BV số tiền hiện tại bạn có, bạn vay, bạn mượn, bạn nợ 200 triệu. FV tương lai có hoặc là trả hết nợ. Không. Thời điểm thanh toán không nói gì, mặc định cuối tháng. Cực kỳ đơn giản, quan trọng thuộc công thức hay không. Nhớ kết luận đàng hoàng giùm anh xíu. Rồi câu dư. Ông A muốn có 200 triệu. Ông A này muốn có 200 triệu trong 3 năm. Cuối tháng ông phải gấp bao nhiêu với lãi suất là 7%? 7% một năm. Đó. 36 tháng là số tiền cần thanh toán. BV hiện tại bạn là không, tại vì bạn này muốn có 200 triệu mà. Nên 200 triệu nó sẽ là FV. Rồi, trả cuối tháng nên nó là không, bạn này làm tốt.
kết luận chưa tốt thôi. Rồi các bạn sửa hai câu này xong, đây anh sẽ hướng dẫn bằng câu số 1. Câu 1 hơi khó. Bây giờ câu số 1 nè. Hiện tại bạn có 100 năm, bạn có hiện tại bạn có 50 triệu. Và lãi suất ngân hàng này hiện tại ước định là khoảng 7% một năm. Trong 6 tháng đầu, người này gửi thêm 1,5 triệu. 6 tháng sau hết tiền rồi, khỏi gửi. Hỏi sau 12 tháng này có nhiêu? Thì đây là bài toán anh hay gọi là bài toán chia giai đoạn. Bài toán này bài toán chia giai đoạn nha các em. Đó, thì mình cứ làm bình thường. Giai đoạn 1. Đó, là gì? Số tiền có được sau 6 tháng. Đó, tức là các bạn là gì? ABS FV 6 tháng đầu gửi thêm 1,5 triệu nè. Nó lãi suất không đổi là 7% chia 12. Tổng kỳ thanh toán 6 tháng. Nha, tổng kỳ thanh toán các bạn 6 tháng. BMT số tiền đầu tư mỗi kỳ 1,5 triệu. Nhưng mà các bạn nhớ là 1,5 triệu này là chia cho 6. Tại vì 6 tháng nè các em thấy nè. 6 tháng đầu gửi thêm 1,5 triệu chứ không phải là mỗi tháng gửi 1,5 triệu trong 6 tháng đầu. Nó BV hiện tại bạn có 50 triệu. Thời điểm thanh toán không nói đầu kỳ hay cuối kỳ, mặc định cuối kỳ. Và đây là số tiền có được khi bạn gửi 50 triệu, 51 triệu 500 ngàn đồng. Thì bạn sẽ ra được khoảng 53 triệu sau 6 tháng. Đúng không? Ta gửi thêm 1,5 triệu trong 6 tháng nữa. Đó, tức là mình đem vô 50 chứ 1,5 triệu, 51 triệu 500. Đó, mình lời được khoảng 1,7 triệu mà 6 tháng. Thì tính ra mỗi tháng bạn gần gần cũng một khoản khoản nhỏ nhỏ. Được chưa? Nó. Các bạn lưu ý. Nó nhớ là 6 tháng thì bạn mới được là 1,7 triệu. Thì nó khoảng là 300 ngàn, không tới 300 ngàn một tháng. Đó, tức là mỗi tháng bạn là gì? Bạn có 50 triệu đã nha. Bạn phải có 50 triệu đã. Được chưa? Đó. Rồi. Đó là giai đoạn 1 thì bạn copy nguyên cái này nè các bạn. Bạn đem qua giai đoạn 2. Nó cũng là cái kết luận của mình luôn. Tại bạn này có hai giai đoạn thôi. Chút xíu sẽ cho bạn một bài toán 3 hoặc 4 giai đoạn. Các bạn làm thử. 3. ABS. FV. Lãi suất vẫn là 0,7% một năm. Tổng kỳ thanh toán 6 tháng. Nhưng mà dáng này BMT các bạn á, nó là không. Tại vì người ta nói gì? 6 tháng sau không gửi thêm. Nè các bạn theo dõi nè, 6 tháng sau không gửi thêm nha các bạn. Nó. Rồi. BV dáng này không phải 50 triệu mà chính là cái FV của giai đoạn 1. Thời điểm thanh toán không. Kết thúc. Nó, tức là với 50 triệu, 51 triệu 500 ngàn bạn gửi 12 tháng thì bạn sẽ được 55 triệu 100 90.604 đồng. Nó thì đây là cách tính của bài toán chia giai đoạn. Các bạn sửa ghi chú cẩn thận vô giùm anh. Sau đó anh sẽ cho các bạn một bài toán nhiều giai đoạn cho các bạn làm thử. Rồi bây giờ nè, anh sẽ cho các em một cái ví dụ của bài toán. Yeah, một bài toán. Rồi các em có khoảng 5 phút để làm thử coi bài này nó sẽ như thế nào. Đó. Ví dụ giả sử bạn đang có 500 triệu trong 500 triệu. Được chưa? Đó, dự định đem gửi ngân hàng. Ngân hàng X. Rồi, đem gửi ngân hàng X. Lãi suất 6,32% trên năm. Trong 2 năm đầu, mỗi năm gửi thêm 300 triệu. Bước sang năm 3, lạm phát tăng. Lãi suất ngân hàng giảm còn 4,12 23% trên năm.
Tuy nhiên, lương bạn đang giảm nên mỗi tháng bạn chỉ gửi 5 triệu. Được chưa? Sang năm thứ gửi 5 triệu rồi. Tuy nhiên là mỗi tháng gửi 5 triệu. Nó gửi trong 2 năm. Nó gửi 1 năm thôi, gửi 1 năm. Đây. 500 triệu, lãi suất là 72 ở là 6,32% một năm. 2 năm đầu gửi 300 triệu, năm thứ 3 bạn gửi là cái lãi suất của này ở ngân hàng nó chỉ còn 4,23% một năm. Đó, tuy nhiên cái lương bạn cũng giảm theo luôn. Đó, nên bạn mỗi năm bạn chỉ mỗi tháng bạn gửi 5 triệu thôi. Đó, cho một năm. Rồi. Sang năm thứ 5. Sang năm thứ 5, lưu ý nha. Lãi suất tăng vọt lên 1% trên tháng. Đồng thời, mỗi tháng bạn cũng đem gửi đồng thời mỗi tháng bạn cũng đem gửi 20 triệu trong 20 triệu. Hỏi sao 7 năm 6 năm bạn có được bao nhiêu tiền? Nó đây. Đây một bài toán. Giả sử bạn đã có 500 triệu đem gửi ngân hàng. Dự định cái ngân hàng này đang cho gửi á là 6,32% một năm. 2 năm đầu gửi thêm 300 triệu. Năm thứ 3 lạm phát. Còn 4,23% năm. Tuy nhiên lương bạn lúc này cũng giảm theo. Bạn chỉ gửi được một tháng á, bạn gửi có mỗi tháng bạn đem gửi 5 triệu và gửi trong vòng một năm. Nó. Rồi, sang thứ năm. Sang năm thứ năm nha, lưu ý là sang năm thứ năm lãi suất tăng vọt lên là 1% một tháng. Đó, tức là khoảng 11 12% một năm. Nó thì lương bạn cái này cũng tăng lên luôn. Đó, bạn đem gửi mỗi tháng là bạn gửi 20 triệu. Hỏi 6 năm bạn có nhiêu tiền? Lưu ý. Số tiền gửi được gộp vào tiền vốn. Rồi, bạn có khoảng 5 phút để hoàn thành. Tính từ 18 giờ 48 phút. Rồi, mời các bạn. Rồi, thì bây giờ nhóm có 4 bạn làm ra đáp án. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi coi đáp án bạn nào đúng và đáp án bạn nào chưa đúng và tại sao. Đúng không? Nó, thì đây đáp án của các bạn. Thì bây giờ anh sẽ người phân tích. Bài này các bạn đầu tiên xác định thì mình coi có mình sẽ cùng làm những cái đoạn đơn giản trước. Đầu tiên, giai đoạn 1. Ok. Rồi, ABS FV đã. Rồi. Lãi suất giai đoạn 1 là 6,32% chia 12. Tổng kỳ thanh toán các bạn giai đoạn 1 các bạn là 2 năm là 24 tháng. BMT mỗi tháng gửi 300 triệu chia 12. Tại 1 năm gửi 300 triệu. Số tiền ban đầu 500 triệu. Thời điểm thanh toán không. Giai đoạn 1 được khoảng tỷ 2 rồi đó. Đó.
Đây, copy giai đoạn 1. Thích thì dán đây luôn. Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 tính sao đây? Từ năm thứ 3 gửi trong năm thứ 3. Được nha. Rồi, bạn Triều là 22. Ủa sao Triều dán này có đáp án khác rồi? Triều đây. Ok, 22. Rồi, bạn sửa thì anh sửa cho bạn luôn. Rồi. Bây giờ giai đoạn 2 là gì đây? Là năm thứ 3. Nè các bạn thấy nè, bước sang năm thứ 3 lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng giảm còn 4,23. Tuy nhiên lương bạn mỗi tháng chỉ gửi được 5 triệu thôi và gửi cho 1 năm. Nó tức là ABS FV giai đoạn 2. Lãi suất chắc này là 4,23. Tổng kỳ thanh toán các bạn là 12 tháng. BMT mỗi tháng gửi 5 triệu. Rồi, BV chính là cái FV giai đoạn 1. Không. Rồi, cái này dài quá nên xin phép các bạn không copy. Anh không có dán cái bên, tại nó dài quá. Đây, còn nếu dán, dán từ bên đây. Đây. Được chưa? Đây giai đoạn 2. Giai đoạn 3. Nhiều bạn sẽ bị thiếu giai đoạn 3 chỗ này. Các bạn lưu ý nè. Ở đây người ta chỉ gửi cho bạn 1 năm thôi. Và cái này là sang năm thứ 5. Còn năm thứ 4 đâu? Nó tức là giai đoạn 3 này chính là năm thứ 4. Các bạn sẽ bị, một số bạn coi chừng sẽ bị thiếu cái này. FV. Nó lãi suất này vẫn là 4,23% một năm. Tổng cái thanh toán các bạn là 12 tháng. BMT cái này bằng 0. Tại vì năm thứ 4 người ta không nói gì hết. Người ta không nói gì hết thì bạn sẽ giữ nguyên cái lãi suất năm thứ 3. Giữ nguyên lãi suất năm thứ 3. Đó, và bạn không gửi thêm. Và khi đó BV chính là FV của giai đoạn 3. Thời điểm thanh toán không. Đó. Công thức cái này quá dài rồi. Giai đoạn 4. Giai đoạn 4 tính là cái gì? Năm thứ 5 và năm thứ 6. Năm thứ 5 và năm thứ 6, tại người ta hỏi 6 năm mà. FV, và đây là kết, là cái chốt vấn đề các bạn nằm ở đây. FV coi bạn nào đúng. Lãi suất là 1%. Nó tổng kỳ thanh toán 24 tháng, tại hết hỏi sao 6 năm mà. Tức là 5 năm và năm 6 là 24 tháng. BMT 20 triệu mỗi tháng. BV không. 2 tỷ 285. Đây, hai bạn đúng nè. Bạn Triều và bạn Toàn đúng nè. 303-211-107 chính xác. Triều và Toàn đúng. Nó, các bạn thấy mình cứ chia giai đoạn bình thường. Đó, và đây là bài làm chia làm 4 giai đoạn. Các bạn thấy từng giai đoạn bạn phân tích ra, bạn ghép từ từ vô và kết luận. Vậy sau 6 năm bạn thanh nhận được số tiền là bao nhiêu đó. Nó không quá khó. Được chưa? Rồi, sửa vô nếu bạn có sai. Giờ các em lưu ý giùm anh bài toán hàm tài chính, chú ý giùm anh nếu khấu hao tài sản thì bữa trước hôm rồi SLN DB DDB. Nó là nhóm hàm khấu hao tài sản là SLN nè. Là giảm cân phân giảm đều. Đó, DB là giảm cân đối và DDB là giảm cân đối kép. Rồi, đối với hàm tài chính mà tính giá trị sản phẩm đồ kia đó, gắn hàng đồ kia đó, nhóm hàm BMT đó, thì bạn chú ý giùm anh dạng thứ nhất là dùng dùng gì? Dùng BV tính giá trị hiện tại sau cộng với số tiền trả trước. Nó sẽ bằng với giá sản phẩm. Các bạn em trước đó, bạn mua gì đây? Bạn mua một chiếc xe đạp, bạn trả góp gì đó bạn. Nó, rồi giờ bạn mua một chiếc xe đạp, bạn trả góp. Nó, bạn trả trước 7 triệu, số tiền còn lại bạn góp trong bao nhiêu tháng, mỗi tháng góp nhiêu đó. Nó, thì đó là chú ý dạng đó giùm anh. Dạng 2. Dạng 2 là cái đề số đề số 3 nè, đề số 3 nè.
giá cái sản phẩm là 34 triệu, trả trước 12. Nó thì các bạn chú ý nè, là gì? Là cái BV chính là cái giá sản phẩm. Bạn trừ cho gì? Cái tiền trả trước. Nó và dạng 3 là dạng chia giai đoạn. Thì lưu ý giùm anh đối với hàm tài chính thì chú ý giùm anh bốn cái trường hợp này. Nó bốn trường hợp này. Cẩn thận. Rồi, bạn ghi lại giùm anh, sau đó anh mời các em qua qua gì đây? Qua hàm index mở rộng. Hàm index mở rộng. Bây giờ anh hướng dẫn cho các em á, là tiếp tục là cái trường hợp là hàm index kết hợp với VN. Thì muốn làm hàm index kết hợp với VN thì công việc đầu tiên của các bạn nhớ giùm anh, hãy làm trước hàm index đơn giản trước đã. Được chưa? Thì ở đây anh sẽ chia một số trường hợp, nó có 3 trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là dòng sai. Dòng sai khi đó công thức các bạn là index. Rồi cái vùng kết quả. Rồi, hàm if các bạn kết hợp is là a. Bạn đưa cái mát dòng. Nó cái mát dòng. Bạn đóng mát lại, đóng is a lại. Sau đó nó trả về cho bạn là vị trí dòng. Ngược lại là cái mát dòng. Đóng mát, đóng if lại. Rồi, còn lại là mát cột. Nó đóng mắt cột, đóng hàm index, đúng không? Nó đây là trường hợp dòng sai. Thì bạn nôm na bạn sẽ đưa cái gì? Đưa cái mắt dòng US nè, nó rồi trả về vị trí bao nhiêu thì chút xíu anh sẽ chỉ các bạn. Nó phụ thuộc vào đề. Ngược lại là cái mắt dòng. Còn nếu là cột sai thì cũng tương tự như vậy, cũng index vùng kết quả. Mát cột nó rồi if kết hợp với nè được. Ủa, xin lỗi, cái này mát dòng chứ, mát dòng nó đưa gì, cái mát cột vào với nè, đóng ngoặc thứ nhất là mát cột, ngoặc thứ hai là với nè vị trí cột, ngược lại là mát cột. Ngoặc thứ nhất là mắt cột, ngoặc thứ hai là ngoặc của hàm if, ngoặc thứ ba là ngoặc của index. Chú ý đây ba ngoặc nha, chú ý đây ba ngoặc nha, đây có hai ngoặc thôi. Nó phụ thuộc bạn đang viết cái gì. Đó là cuối cùng là index sai, hay gọi là index lỗi đó. Nó thì bạn đưa if is nè, đưa nguyên cái index, đóng giá này lại, trả về kết quả. Lưu ý đây là kết quả nha, và ngược lại là index. Dòng sai đưa cái mát dòng dưới index nè, cột sai đưa mát cột dưới nè, index sai đưa nguyên index dưới nè. Đây là cách làm của hàm index kết hợp với index nè. Mời các em sửa đi vô, sau đó anh sẽ hướng dẫn. Rồi, nó đơn giản lắm em. Thì nhớ giùm anh công việc đầu tiên. Công việc đầu tiên của hàm index là giải quyết index đơn giản trước. Rồi mới làm tiếp vùng kết quả. Quét từ I5 đến L9. F4. Dòng 10, 30, 50, 70, 90. Nó đây. Thời gian ở mát dòng. Vùng chứa quét từ H5 đến H9. Cách dò số không liên tục 1 hoặc là trừ 1, tăng dần nên nó là số 1. Mát cột. L1, L2, L3 không xếp loại. L1, L2, L3 đó là led. Led 2. Trị dò sau đó vùng chứa. Nó từ Y4 đến L4, cách dò không tại vì là chữ Enter. Thì khi đó bạn thấy này, sẽ có những đáp án có và những đáp án bị nè. Rồi, bây giờ mình bắt đầu giải quyết. Dòng sai hay cột sai? Trường hợp thứ nhất, nếu thời gian ở nhỏ hơn 10 tính là 10. Và 10 này các bạn nằm ở dòng số 1.
Đây là dòng số 1. Vậy thì mình có hai trường hợp, hai cách làm. Cách thứ nhất, nếu cái số ngày này nè nó nhỏ hơn 10 thì bạn trả về 1. Ngược lại, bạn trả về hàm mắt. Đó, thì nó báo lỗi. Đây. Nếu nè. Đúng nè, mắt và bạn đóng mắt này là đã. Thì khi đó nè, cái chỗ này nè các bạn, nó sẽ giải quyết được anh A này. Bạn bạn. Đúng không? L3 nè. Và đây đối chiếu nè, số 33. Nó đây là trường hợp thứ nhất. Bạn giải quyết. Thì anh xin phép để cái trường hợp này nè ra ngoài cho các bạn. Được, để các bạn có thể tham khảo. Còn cách giải thứ hai là theo anh ghi. Tức là cái gì đây? Tức là mình sẽ dùng if, mình kết hợp với gì đó nè. Được. Mình dùng hàm if, mình kết hợp với gì đó nè. Đó. Rồi, bạn đóng đây hai ngoặc này bạn. Ngoặc thứ nhất là ngoặc hàm mát, ngoặc thứ hai là gì đó nè. Sau đó bạn copy cái mát này nè bạn. Rồi trả về vị trí dòng, nếu nó bị lỗi nè thì người ta yêu cầu trả về dòng 1. Ngược lại, bát nó ra, đóng hai ngoặc đây nè, ngoặc thứ nhất hai ngoặc nè, nha. Rồi đây hai ngoặc nè, thấy không ạ? Đó, rồi enter. Thì cái đó nè, cái chỗ này cũng giải quyết được lỗi anh này, chỗ này. Ừ. Đây, cái này là cái mới giải quyết cái mắt dòng thôi bạn. Bây giờ tới mắt cột cũng vậy luôn. If is nè, bạn copy nguyên mắt cột nè, đóng hai ngoặc. Ngược lại, nếu nó cột nó sai, cột 1 nè, cột 2 nè, cột 3 không xếp loại, nằm ở cột 4. Anh số 4 vô. Nè bạn thấy không? Trả về vị trí cột, đúng không? Rồi đóng ba ngoặc, copy cái mắt cột ra, đóng ba ngoặc nè, bạn copy cái mắt cột mà rồi đóng ba ngoặc, yên tâm. Thì cái đó nó hết, nó các bạn thấy dòng sai thì đưa mắt dòng vô ý nè, cột sai thì đưa mắt cột, index sai đưa index, đó là quy tắc. Nó các bạn thấy nè, đây đây là cái gì, cái mắt dòng nè, đó bạn thấy anh đưa vô nè, nó còn dưới này là mắt cột nè. Nó đầu tiên bạn hãy nhớ giùm anh là viết cái mắt dòng mắt cột index bình thường đã, rồi sau đó mình mới coi dòng sai cột sai và mình điểm nè. Ví dụ bài này người ta cho nè, nếu nó gì nhỏ hơn 10 tính là 10, 10 là dòng 1 nè, và không xếp loại này là cột 4 nè, cột 1 nè, cột 2 nè, cột 3 này là cột 4, rất rõ ràng đúng không? Rồi mời các bạn sửa. Rồi câu này nè các bạn, câu số 2. Bài này yêu cầu bạn là thời gian. Rồi là thay này trừ nhau thôi. Nó đi trừ đến, kể đi mấy cái này không quan tâm. Cự ly là này nè. Rồi cái giá ngày li nét bình thường anh chỉ làm bảng cự ly thôi. Tại cự ly mình mới có sai, bảng giá ngày không có sai. Nó cự ly để thuận tiện. Làm này thì bạn có thể dùng này là đến, bên đây là đi cho nó dễ. Nó vô thi các bạn không cần nha, bạn nào chỉ vô thi người ta sẽ nói nha. Còn này anh sẽ giả sử cho bạn đây, nó dễ ợm ha. Bằng index vùng kết quả F4 dòng mát quy định dòng là đến, đến đây vùng chứa F4 không chữ đi mát, đi là cột F4 không enter thì kéo xuống sẽ có cái đáp án và cái lỗi. Rồi bây giờ coi lỗi sai dòng hay cột, có chữ khác, chữ khác tức là dòng cột đều sai, điểm coi sai thì trả về dòng máy 1 2 3 4 5 6 7, cột sai 1 2 3 4 5 6 7, tức là cả dòng và cột sai thì đều trả về vị trí số 7 hết.
Nè, copy mất dòng. Ctrl C. If is nè. Đóng mất dòng hai ngoặc. Chấm phẩy. 7. Chấm phẩy. Bán đi ra, đóng hai ngoặc. Nó thì nãy chỉ rồi đó. Mắt cột if is nè. Copy mắt cột. Đóng hai ngoặc, cột 7. Bát ra, đóng ba ngoặc, enter. Hết lỗi. Nó copy bát và copy bát. Đánh. Đây là mắt dòng và đây là mắt cột. Nó các bạn thấy cứ làm bình thường, hãy làm cái phần inet đơn giản trước rồi ráp vô dòng cột. Hết, mời sửa. Rồi đề ba này người ta nói gì đây? Tên nhà và đơn giá. Thì này á, làm bình thường thôi. Tên nhà thật ra ôn lại cho bạn cái phần index của tên nhà. Đây, vùng kết quả nè. F4. Dòng mát. BM, mid. 32. Bảng giò. Ở vùng chứa chứ. Giờ không. Cột có một cột. Nó. Index này đơn giản. Làm khá nhiều rồi. Rồi bây giờ tới đơn giá. Đơn giá sẽ có một sai lầm nhiều bạn. Và không hiểu tại sao các bạn sai. Các bạn làm mà không hiểu tại sao bạn sai. Đây. Vùng kết quả. F4. Dòng mắt. Tên nhà B mid 32. Vùng chứa F4 0. Cột mát ngày tháng. Rồi, vùng chứa. Và nhiều bạn ở đây bạn không xác định được là dùng 1 hay trừ 1. Bạn không xác định được. Và bạn nhớ giùm anh, khi người ta đã đánh dấu cho bạn rồi thì tức là cái này có vấn đề. Nên bạn không xét cái trường hợp này. Mà bạn chỉ xét gì? Ngày 10 tháng 8 và ngày 11 tháng 5. 10 tháng 8, 11 tháng 5 nó giảm dần. Nên các bạn dùng trừ 1. Đúng không? Đó, tại vì cái chỗ đánh dấu màu vàng 30 tháng 11 á, người ta đánh dấu rồi. Tức là nó đã bị sai rồi. Nó bị sai. Nên mình không xét nó. Đó. Rồi bây giờ bạn đã xác định cái cột sai. Thì bài này cái if yes nè. Rồi. Nếu cột sai trả về cột 3. Cột 1 nè, cột 2 và đây cột 3. Ngược lại mắt cột. Ba ngoặc, enter. Đơn giản vậy thôi. Rồi, mời em sửa. Rồi, bây giờ câu số 4 nè. Câu số 4. Tên sản phẩm thì giá và doanh thu. Nó. Thì cái này nó không có khó. Bằng index vùng kết quả dòng mát CK right đó, right một ký tự trị dò xong quét vùng bảng dò ở vùng chứa cách dò không lý dò chữ cột có một cột nó index cực kỳ đơn giản các bạn rồi và ở đây cái sai của các em sẽ bắt đầu từ câu này rất nhiều bạn sai ngay chỗ này. Chủ giá doanh thu này bằng số lượng nhân đơn giá trừ tăng giá gì đó kể đi nha. Index vùng kết quả dòng mát CK right right một vùng chứa cách dò không cột mát 321 value led. Rồi, một số bạn sai. Thứ nhất, bạn không có value. Bạn không có value ngay chỗ này. Đó, tại vì bạn nhớ giùm anh dùng hàm let, hàm right, hàm mid lấy ra nó là chuỗi hoặc là chuỗi số. Và nếu là chuỗi số thì bạn phải dùng value để chuyển thành số. Nó hoặc thường thì một phép toán không làm thay đổi kết quả. Đúng chưa? Rồi, vùng chứa. Và một số bạn nói anh ơi đây nó giảm dần nên dùng trừ 1 là sai nha bạn. Tại này bạn thấy là 321.
Ở đây cũng là 1, 2, 3. Nó, đúng không ạ? Nên nó là chính xác. Lưu ý, một số bạn sẽ không hiểu tại sao mình sai như chỗ này. Được chưa? Người ta 3, 2, 1, 1, 2, 3 đúng rồi. Mà tự nhiên sai gì mà sai? Nó, thì đó, các bạn lưu ý cho mình. Được chưa? Rồi, các bạn sau khi bạn sửa xong thì anh sẽ quay lại hướng dẫn các bạn hàm index. Nhưng mà không phải kết hợp INA nữa, mà sẽ kết hợp IFNA hoặc IFERROR. Thì để cho các bạn coi rồi nó có khác biệt gì hay không. Rồi, sửa vô giùm anh. Bây giờ này các em lưu ý nè. Thì thay vì hồi nãy á là anh hướng dẫn các em dùng hàm if kết hợp với INA. Nó thì bây giờ anh sẽ dùng hàm if kết hợp với không dùng hàm if mà là if NA thì chuyện gì xảy ra. Nó thì bạn thấy nè, bây giờ anh sẽ bỏ hết, anh chỉ giữ lại cái mắt dòng. Nó được chưa? Và cái mắt cột đây, tức là bài làm của hồi nãy nè, nó và nó bị sai đây nè, được chưa? Tức là có NA và không có NA nè, này tức là giải quyết kia né bình thường nè, vùng kết quả nè, dòng nè, cột. Rồi bây giờ anh sẽ dùng hàm if NA. Nó thì đối với if NA các bạn thấy nè, nó không có đóng ngoặc lại nha. Đấy, đây trả về số 1. Nó đây, tức là đối với hàm if na các bạn, nó giải quyết lỗi na, giải quyết lỗi na và nó đưa này kiểm tra nè, nó kiểm tra giá trị, kiểm tra coi có bị lỗi na không và kết quả nó là gì. Lưu ý này trả về kết quả luôn nha. Nó còn nếu mấy bạn không có if na thì bạn dùng hàm if error gì mà nó thì ở đây nó gì cũng không có đóng ngoặc như đây, mà gì nó kiểm tra cái mask nè, cái giá trị lỗi nè, coi có bị lỗi không, nếu lỗi thì trả về cột máy, ở đây trả về kết quả, kết quả này nó là cột 4. Thì các bạn thấy nó sẽ đơn giản hơn, mình sẽ thấy nó đơn giản hơn. Nó được chưa? Tức là bạn có thể dùng hàm if na hoặc if error. If na vậy if ina giải quyết lỗi na, if error giải quyết lỗi, hệ lỗi là giải quyết hết. Rồi các bạn sửa vô thêm cái này giùm anh. Bây giờ nè, qua câu thứ hai nè. Thì câu này á thì nó cũng tương tự vậy nữa. Nó cũng tương tự. Được chưa? Nó anh sẽ xóa đi cái gì? Cái dòng và cái anh xóa đi cái này. Đây anh giữ lại cái mask này thôi các bạn nè. Đó. Được chưa? Và đây. Nó tức là cái mask dòng và mask cột này các bạn thấy nè. Nó thì sẽ kéo ra thì nó sẽ có những cái bị NA. Rồi bây giờ anh tương tự anh giải quyết nè, if nè. NA. Nếu máy bạn không có if NA thì bạn thay thế bằng if if error. Nó trả về gì? Cột dòng 7. Nó đóng hàm if NA lại. Tương tự đây cũng vậy, if error. Nó trả về cột 7. Đóng if NA, if error. Đóng hàm index enter. Nó thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Được chưa? Tại nó có hai đối số thôi. Đối số thứ nhất á, là bạn kiểm tra công thức đó, cái hàm đó có bị lỗi hay không. Và nếu lỗi thì bạn trả về cái gì? Nhớ nha, lỗi thì bạn trả về cái gì nha bạn. Rồi, mời các bạn sửa vô. Sau đó anh sẽ hướng dẫn các bạn hàm index sai. Các bạn mở tiếp theo đó là index 7. Tức là cái này đó là kiểm tra index sai. Thì đối với index sai này các bạn cứ làm bình thường giùm anh nha. Các bạn nhớ, cái gì index mở rộng, index thường nhớ thì mở đầu tiên hãy làm index trước giùm anh. Nó hãy giải quyết là index vùng kết quả của bạn nè. Nó F4 dòng bên trái mát 1 2 3 tháng mình. Nó rồi chỉ dò xong quét vùng chứa F4 cách dò không, tại vì tháng 1, tháng 2, tháng 3 bên kia cũng 1 2 3. Nó còn mấy cái chỗ tháng 11 đồ kia này bị lỗi chút mình giải quyết sau. Rồi ngược lại mát cột. Mát cột bằng là số lượng E2 trị dò xong quét vùng chứa. Thế đây các bạn thấy nè, vùng chứa nè. F4 cách dò 1 tại vì nó tăng dần. Đây. Rồi thì kéo xuống thì các bạn thấy có những trường hợp ra nè. Ra nè. Nhưng bây giờ dòng sai, cột sai. Nó đây là 1 2 3 4. Đây là 1 2 3. Ở đây các bạn có lòi thêm tháng gì? Tháng 4. Tháng 11. Nhưng mà người ta nói có nói là dòng sai trả vào dòng máy không ạ?
Người ta không nói. Không nói thì bạn không làm được. Tới đây nếu người ta nói ừ, nếu dòng xa trả về vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì đó thì bạn mới làm được. Mà người ta không nói thì cái đó bạn sẽ giải quyết theo trường hợp gì? If IN nè. Đưa nguyên cái index vô. Đúng. Nếu lỗi trả về đơn giá là gì, ví dụ như là đơn giá là 10 triệu. Ngược lại index tức là 10 triệu này là 10 triệu anh cho. 10 triệu này 10 triệu anh giả sử. Không? Nó sẽ giải quyết dứt điểm cho các bạn cái tình trạng anh à. Đây. Hỏi là NA là lập tức nó thành 10 triệu. Rồi sao mà 10 triệu tùm lum vậy? Đó, giờ mình coi lại. Thôi mình xài cái gì? Rồi, giả sử này là số số 23 thôi, số nhỏ thôi. Bây giờ, để coi coi. Nếu 23 hết là các bạn thấy. Đây, tại vô tình nó có những cái kết quả 10 triệu nè. Nên nhìn giống như gì, nó có nhiều đáp án sai. Nó nhưng mà anh cho con số nhỏ thì lập tức bạn thấy nó khác. Nó tức là bạn đưa nguyên cái index, các bạn giải quyết đưa nguyên cái index vô cho mình nè. Đó thì ở đây kết quả 23 này là một kết quả người ta yêu cầu. Và ngược lại là index hết. Giải quyết vậy thôi, nhẹ nhàng. Mời các bạn sửa. Đề ba thật ra cũng giống vậy các bạn. Trong định mức vượt định mức gì đó. Nó đây. Yeah. Chủ yếu là cái phần này thì người ta đã tính sẵn cho các bạn rồi. Đó, tiền trong định mức, tiền vượt định mức. Đây, các bạn vượt định mức nè. Đó, thì khi bạn làm index, bạn vượt định mức bình thường nữa các bạn. Bằng index nè. Đó, vùng kết quả của bạn nè. Nó F4, dòng mát. Dòng các bạn nó là gì? 10, 30. 10, 30 là gì đây? Đó là số vượt nè. Đó, số vượt nè. Rồi vùng chứa nè. F4 cách dò 1 thì nó tăng dần. Cột 1 2 3 4 này nó là gì đây? Nó có thể là 1 2 3 4 là cái từ bên trái. Value let. Nó tức là người ta sẽ giải thích cụ thể hơn, còn này anh quên giải thích cho các bạn. Let 1 trị dò xong quét vùng chứa. F4 cách dò không tại vì trị dò bản dò nó giống nhau. Thì khi đó bạn sẽ có những cái bị NA. Và NA này người ta không nói là dòng sai hay cột sai thì quy định nó anh index sai. If NA bạn nào không có if NA thì bạn dùng if error giùm anh và trả về kết quả mong muốn, ví dụ như anh muốn là con số 0. Nếu bị lỗi trả về 0. Hết. Nó tới bạn phải xác định giùm anh dòng sai, cột sai hay index sai. Kết thúc. Rồi, mời các bạn sửa. Lưu ý bạn nào không có if NA thì dùng if error giùm mình hay đấy. Rồi, câu số 1. Thì chỗ tên hàng này anh làm nhanh chút xíu. Được chưa? Đó, tên hàng này anh làm nhanh chút xíu cho các em. Index vùng kết quả F4. Dòng bên trái mát DU, ký tự DUKE là ký tự bên phải, right. Nó right 2. Rồi, vùng chứa F4. Cách dò không, cột có một cột. Tuy nhiên người ta nói rằng nếu như đây, giả sử trường hợp này. Sữa cà phê thì các bạn thấy nè, có những cái bị nè. Thì ở đây anh có thể dùng gì? If anh nè. Nó nếu lỗi thì trả về chiếc cà phê. Nhưng cái này làm cho nó vui thôi. Làm cho nó vui thôi. Cái đúng của bạn phải theo đề bài. Cái đúng của mình là phải theo đề bài nhé. Là gì ạ? Là nếu right hai chữ này nó bằng chữ CF thì trả về chữ cà phê trước. Rồi mới tới cái index.
cái này mới đúng. Đúng không? Nó cái này mới đúng của người ta. Tại người ta nói nếu như lấy hai cái từ bên phải nó là CF thì cho về chữ cà phê và ngược lại đó mới là index. Con này làm để ôn lại cho bạn cái phần if kết hợp với NA, if NA, if rồi. Rồi, món ăn chính của bạn bắt đầu từ đây. Sau khi bạn làm xong câu này thì anh nghĩ các bạn sẽ chuẩn bị bóc khối đầu hết. Nhưng thật ra cực kỳ đơn giản, index vùng kết quả F4 dòng mát ABC LED. LED 1 vùng chứa không cột mát right. Bạn hãy làm những thứ đơn giản nhất giùm anh, nhớ hãy làm những thứ đơn giản nhất giùm anh. F4 không làm được này, các bạn có thể được phân nửa điểm của câu này. Bạn làm cái index này không này, bạn có thể được phân nửa điểm câu này. Phần phía sau không biết bạn làm được hay không, nhưng mà làm index thì bạn đã có điểm rồi. Bắt đầu người ta nói gì? Giảm 5% mặt hàng là A. Và lưu ý giùm anh, index cái này là chữ nè bạn, 6.000 đô, 8.000 đồng, đúng không? Thì nó là chữ, và chữ thì bạn không thể nào mà đem nhân cho số được, nên bạn phải lấy nó ra. Bạn hãy tưởng tượng index này là một cái chữ A, chữ B gì đó, bạn copy nguyên index và bạn lấy gì đây, lấy những cái từ bên phải led, đó xin lỗi, cái từ bên trái led máy, led 4. Bạn lấy bốn ký tự nè, trong đây toàn bộ là bốn hết nó, và nhớ dùng value. Thì dáng này bạn sẽ ra được gì? Con số. Và con số đó bạn mới đem nhân cho hàm if được. Nếu nếu nó là A. A tức là led. Led này 1 bằng chữ A. Thì trả về 95%, ngược lại là 100%. Nó. Được chưa? Rồi bây giờ mình phải ghép nối cái chữ USD chữ đồng lại. Ship bạn. Ghép nối với cái gì? Cái right. Nhưng mà right gì? Right của cái index. Right máy. Có khi 3, có khi 4, hoặc là khi 4, khi 5, tính luôn khoảng trắng. Đó tức là len. Len của cái index. Đóng hàm len này trừ bên phải trừ 0, bên trái trừ 4. Ta anh giữ khoảng trắng lại. Enter. Nó. Thì năm nay vậy nè mấy em. Viết xong thì các bạn có thể các bạn đã bốc khối rồi. Nó năm nay vậy nè. Value. Led. Led gì? Led A. A là cái index. Lấy 4. Đóng value lại. Nhân if. If này là công thức các bạn tự viết nha. Rồi, ghép nối với cái gì? Cái right. Right cái gì? Right A. Len. Len A. Trừ 4. Vậy thôi. Hãy tưởng tượng index các bạn là cái chữ A nè. Nó sẽ đơn giản hơn. Nó, bạn cứ viết thôi. Đây. Nó, các bạn thấy nè. Nguyên cái index. Nó, nè. Nguyên cái index thôi, chứ nó không khó gì hết. Nó là nguyên cái hàm index, và tưởng tượng cái index này là chữ A chữ B gì thôi. Bạn viết sẽ đơn giản hơn. Đó, thì đây là câu cuối cùng trong phần index mở rộng. Sau đó các bạn chuẩn bị xong mình học phần macro. Sửa vô giùm anh. Ai không hiểu gì thì hỏi. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em phần tiếp theo, đó là phần macro. Macro thì hôm trước anh đã chỉ các bạn lấy develop này ra rồi bằng cách vô file, vô option, các bạn vô phần customize response, các bạn check vào develop. Thì bữa trước anh đã dạy rồi. Nó, thì khi đó đây là cái công cụ macro và công cụ VBA. Thì dạng đầu tiên anh hướng dẫn các bạn macro đó là định dạng. Ví dụ như anh ghi cái chữ tin học. Đối với macro sợ nhất là dấu tiếng Việt. Nó. Viết lập trình đồ ghê người ta sợ tiếng Việt lắm các bạn. Nó nên thường người ta dùng tiếng Anh hoặc là viết không dấu.
Rồi bạn ghi giùm anh cái chữ tin học hoặc là tên các bạn, nói chung muốn ghi gì ghi. Đó. Sau đó bạn chọn giống anh vậy nha, chứ không có nhấp vô nha. Bạn chọn thôi. Bạn chọn. Rồi, bạn vô thẻ develop, bạn vô thẻ develop nè. Bạn chọn recon, bạn chọn macro. Xin lỗi, bạn chọn recon macro nè. Rồi. Lưu ý, đầu tiên là macro name. Ví dụ như anh đặt tên đây là ví dụ 1. Nha, anh đặt tên đây là ví dụ 1. Cái phím tắt người ta yêu cầu á, bạn là control shift gì đó. Và bạn nhớ bạn chỉ cần nhấn shift thôi, ví dụ shift A, shift B, shift C, shift E, F gì đó. Và nhớ tắt chế độ caps lock, tức là cái phím viết hóa. Bạn phải tắt nó đi nha, bạn mở nó bạn không được. Tên macro viết liền không dấu, không khoảng cách, không ký tự đặc biệt. Rồi tổ hợp phím tắt người ta yêu cầu. Ví dụ bài này anh ghi là control shift D. Mô tả đề yêu cầu sao ghi vậy, hạn chế tối đa việc ghi dấu tiếng Việt. Tức là nếu mô tả này người ta có yêu cầu thì bạn ghi vô, không có thì bạn để trống. Rồi ok. Sau đó tất cả những gì bạn làm bắt đầu dáng này được macro ghi lại dạng code. Rồi ví dụ bài này định dạng thì các bạn vô thẻ home. Phông chữ đang là phông chữ Caria anh đổi qua thai Roman. Cỡ chữ 11 anh đổi qua cỡ chữ 20. In đậm, in nghiêng, gạch chân hai đường chẳng hạn. Đóng khung, tức là người ta yêu cầu gì các bạn làm đó. Tô màu, màu chữ, canh chính giữa. Rồi chữ phía chữ nó xéo xuống vậy. Nó hoặc là chữ gì? Nó xéo qua vậy. Không gập ô nha. Rồi sau khi bạn đã làm theo các yêu cầu của đề bài xong rồi. Nó bạn vô develop lại và bạn chọn stop recording. Bạn chọn stop recording. Rồi bạn quét chọn cái khối này giùm anh, bạn quét chọn cái khối bao gồm cái ô bạn chọn ban đầu hồi nãy á. Sau bạn vô thẻ home. Bạn chọn Leon. Rồi dáng này đánh đại cái chữ gì đó ở ngoài cũng được. Không có đánh dấu tiếng Việt nha. Ví dụ anh ghi là chữ tin học Anh Hoàng. Rồi chữ Đồng Nai. Nó. Chữ Vũng Tàu. Nó chữ Đà Lạt, tức bạn ghi đâu cũng được. Rồi sau đó Ctrl Shift D. Ctrl Shift D. Ctrl Shift D. Ctrl Shift D. Nó sẽ lưu lại cho các bạn. Rồi bây giờ tới lưu nè. Cách lưu thứ nhất, vô develop chọn Visual Basic, vô develop chọn Su Visual Basic, chọn cái module chọn module. Và nếu như á bạn không có, bạn có thể dùng phím tắt là Alt F11 nè, bạn thấy không, phím tắt hiển thị nè, Alt F11 nè đó. Nếu máy bạn cố định bằng Fn cộng phím F4 thì bạn phải bắt buộc vô bằng Visual Basic giống anh vậy, chứ không dùng tôi phím Alt 11 được. Máy bạn cố định bằng phím F4 thì dùng Alt 11 được nha. Máy bạn cố định bằng phím Fn cộng F4 thì không dùng được phím đó. Rồi ra bảng, nếu như bạn ra bảng đen như nè. Nó thì bạn nhắn tổ phím là Ctrl cộng phím R. Phím Ctrl cộng phím R nha. Nhắn giữ tổ hợp phím Ctrl R. Rồi module 1 nè. Đây. Rồi nó viết gì kệ nó. Đừng có quan tâm. Lưu chọn module 1 lít chuột phải export file, module 1 lít chuột phải export file. Rồi ta yêu cầu lưu đâu lưu đó, ví dụ anh đang lưu ở đâu lót, đặt tên đâu module 1.bat. Ok, cách lưu thứ nhất xong. Cách lưu thứ hai, Ctrl A toàn bộ đoạn code, bạn mở module 1 lên nè, Ctrl A toàn bộ đoạn code, Ctrl C. Sau đó ra ngoài cái vị trí mà bạn muốn lưu. Đây cái module 1 của bạn nằm đây nè. Lít chuột phải, bạn chọn new, bạn chọn dùm Hoàng là test command. Lít chuột phải, chọn new, chọn test command. Đây là cách lưu thứ hai nha. Bạn nhớ cách lưu thứ hai đầu tiên là bạn copy hết cái đoạn code nó trong cái module 1 nè, mở ra nè. Ctrl A hết toàn bộ, Ctrl C. Ra ngoài địa điểm muốn lưu, lít chuột phải, new, test command. Rồi, đặt tên, thí dụ như đây là ví dụ 1. Nó và anh đặt tên đây là cách lưu 2. Rồi mở nó lên, Ctrl V, đóng lại vậy thôi đó nha. Lít chuột phải new test command, rồi mở lên dán vô lưu, đặt tên theo yêu cầu đề bài
Rồi, muốn mở cái này lên thì bạn click chuột phải. Chọn Open with. Open with. Rồi, bạn đang dùng nếu giao diện giống anh vậy á thì bạn sổ chừng nào á, bạn có mô app hay bạn cái gì đó, làm sao bạn chọn được cái notepad này. Notepad này. Ok. Là bạn sẽ mở được nó lên. Bạn đọc. Rồi cách lưu thứ hai. Cách lưu thứ ba. Đóng cái file này lại. Đây cái mở file bạn vẫn còn, bạn đóng cái file VBA thôi. Còn cái file Excel của bạn vẫn có. Bạn chọn file. Bạn chọn cell A. File chọn cell A. Rồi, lưu chọn địa điểm lưu. Ví dụ anh lưu ở download. Đây anh đặt tên đó là cách 3. Cái file cái tên nè, bạn đặt tên bình thường. Rồi cái chỗ cell A type nè, bạn chọn dùm anh là Excel Macro Enablement Workbook. Excel Macro Enablement Workbook nha. Đây là cách lưu thứ ba. Lưu file Excel. Ok. Và khi bạn lưu xong á thì đây. Cách 1, cách 2 và đây là cách 3. Nó thì lưu xong các bạn cái nó sẽ có gì? Giống như cái cuộn giấy có dấu chấm than á thì trong đây là có đoạn macro trong đây. Rồi, các bạn thao tác là hai lần trên máy tính cá nhân giùm anh. Rồi bây giờ nè, cái dạng tiếp theo nè nghe. Dạng tiếp theo nè, là gì đây? Là định dạng trang hình. Định dạng trang hình. Đó, thì đối với dạng này á thì các bạn cứ làm bình thường để phải lập record macro. Nó record macro. Rồi, đây là ví dụ 2 đi chẳng hạn đi. Viết liền không tên macro, viết liền không dấu, không khoảng cách, không ký tự đặc biệt. Rồi phím tắt các bạn là Ctrl Shift, giả sử Shift A nha. Mô tả thì đọc theo đề bài người ta yêu cầu. Nó viết liền không dấu, ở viết không dấu. Viết không dấu nha, khoảng trắng ra. Được chưa? Hạn chế sử dụng dấu tiếng Việt trong đây. Ok. Rồi, ví dụ bài này người ta yêu cầu bạn là định dạng trang in. Thì khi đó các bạn vô giùm anh cái phần insert nè. Nó insert nè. Hoặc là định dạng header footer, anh làm chung hai cái luôn. Nó đầu tiên sẽ làm cái phần trang in trước nè, như lỡ nói rồi trang in nè. Bài nào. Rồi các bạn vô margin nè, các bạn chọn column nè. Nó. Rồi. Ví dụ top người ta yêu cầu ví dụ như là 2 cm thì các bạn hai cách cm. Bottom á người ta yêu cầu bạn giả sử như là 1 in thì bạn 1 viết liền shift nháy đơn thì bạn ra được nháy kép á, chứ không phải đánh chữ in vô nha. Rồi led là 1,8 cm đi. Nó right là 18 mm. Nó nhớ nha. Nếu như bạn viết con gì, viết con nếu là đơn vị cm mm thì bạn viết con số xong rồi bạn cắt ra giùm anh một dấu cách nè các bạn thấy không ạ? Chịu khó zoom lên giùm anh chút xíu nha. Nó cách ra một dấu cách nè các bạn. Rồi bạn đánh chữ cm hoặc mm. Còn nếu đơn vị in thì bạn viết liền. Nó tức là đánh con số xong rồi bạn viết shift nháy đơn để ra được dấu nháy kép chứ không phải là hai nháy đơn nha. Bạn đặt là gì đây? Nhấn phím shift rồi nháy nháy đơn bạn sẽ ra được dấu nháy kép. Hai dấu nháy đơn khác hoàn toàn một dấu nháy kép nên các bạn lưu ý. Rồi. Rồi người ta yêu cầu cái gì nữa thì cứ làm theo. Rồi nếu như người ta yêu cầu bạn giấy đứng giấy ngang nè, đây giấy đứng nè, đây giấy ngang nè. Đó, và làm xong rồi thì bạn nhấn ok. Vậy thôi. Rồi cái thứ hai là người ta yêu cầu header footer thì bạn vô insert nè. Nó anh đang sử dụng đây là 2016 nha, 2016. Rồi test nè. Nó header footer thì bạn bật header footer lên nè. Đó. Rồi, người ta yêu cầu ghi chữ gì đó bạn ghi. Ví dụ ở trên này người ta ghi là chữ tin học Anh Hoàng. Không có dấu tiếng Việt. Đó, phía bên đây người ta yêu cầu chặng giờ. Bên đây chặng ngày tháng. Đây, nó nằm trong thẻ design nè. Rồi phần header, dưới này là gì? Chuẩn đầu ra phần 1. Đó, bên đây đánh số trang. Nó trong thẻ design nè, đánh số trang, bay number. Rồi, sau khi làm xong thì bạn nhớ develop stop recording. Rồi, bạn chuyển view. Bạn qua cái thẻ no man này lại giùm anh. Thì cái này bạn sẽ mắc cái những cái đó rồi. Bạn nhắn tôi phím Ctrl Shift với phím tắt. Nó sẽ tự chạy lại cho bạn. Đấy nha. Nhớ là bạn phải tắt cái record macro cái đã nha. Rồi bạn mới chạy thử lại nha, trong thẻ view bạn chuyển qua no man nè. Rồi bạn nhắn tôi hợp phím. Rồi sau đó bạn lưu lại bằng ba cách. Đây. Đây cái module của bạn nè. Nó làm sẵn các bạn nè. Nó bạn không cần phải đọc nội dung này mà bạn chỉ cần thao tác và lưu giùm anh đúng. Ctrl Shift phím tắt.
Vậy thôi. Và đây là ý cuối cùng trong cái phần macro. Đó, mời các em thao tác lại và lưu bằng ba cách giùm anh.